Anh chị thấy bán xôi bây giờ họ phủ một cái tấm ni lông đó. Xưa, ngày xưa Hậu Giang, nhưng hiện tại thì cũng đang dịch. Khoảng những năm 90 Mai Xuân Thượng Hậu Giang, cái hướng này ra đồn cây mai. Dạ, xin y mến chào anh chị và các bạn. Khu vực này khu vực Bình Tiên, quận 6 anh chị. Và đây một công viên bên hông kênh Hàng Bàng. Đây kênh Hàng Bàng. Cách đây khoảng 5 năm về trước thì ở đây thì nguyên một cái dãy nhà sàn. Nhưng mà bây giờ trở thành một cái công viên. Đây là cái kênh Hàng Bàng năm xưa, với ghe thuyền xuôi ngược. Cái hướng này thì chúng ta sẽ về kênh Lò Gốm, rồi kết nối lại kênh Tàu Hủ, kênh Ruột Ngựa, và ở đây trở thành một cái công viên anh chị. Nhà sàn hai bên, ở bên đây là bến Nguyễn Văn Thành, nay là Phan Văn Khỏe, thuộc phường 5 quận 6. Còn mé bên kia đó là con đường Bãi Sậy. Và buổi chiều ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10, 2021, Sunny cũng muốn cập nhật hình ảnh mọi người dân thì buổi chiều cũng ra tập thể dục, nhưng mà ai cũng rất là cẩn thận đeo khẩu trang. Cuộc sống có thể nói là hồi sinh. Và nơi đây thì những anh chị ở Bình Tiên hoặc là có kỷ niệm với Bình Tiên, khu vực Chợ Lớn Sài Gòn sẽ rất là rành khu vực này. Phía trước mặt anh chị ngày xưa thì một cái cầu rất là cao, đó là cầu Bình Tiên. Hướng phải thì chúng ta sẽ đi ra con đường Phạm Phú Thứ. Và hôm nay là Sunny cũng muốn tản bộ để cập nhật nhịp sống Sài Gòn từng bước hồi sinh. Tất nhiên là vẫn còn những cái nguy cơ chị. Nguy cơ chứ không phải là coi như là không có nguy cơ, nhưng mà cái phần trăm phủ vaccine thì nó cũng đạt 100% mũi 1 rồi, và hiện tại là khoảng 60-70% mũi 2. Và Sunny sẽ cùng với anh chị nha, đi dạo một vòng buổi chiều. Mấy bữa cách đây khoảng 2 tuần mấy thì không có thể nào ra công viên mà đi bộ mà như thế này được anh chị. Đây, anh chị nhìn lại nha, nhìn lại cái hình ảnh công viên. Có thể là những anh chị ở Bãi Sậy, Bình Tiên sẽ nhớ những hình ảnh này, những cái ngôi nhà sàn. Nhưng mà nay thì nó thay đổi. Đó, các em thì có một cái sân chơi buổi chiều. Rồi, chúng ta cùng đi với Sunny nha. Mình cứ lang thang đi bộ. Cái hướng là con đường bến Nguyễn Văn Thành, Phan Văn Khỏe. Phía trước mặt nó vẫn còn một cây dãy nhà, và tương lai thì nơi đó thì sẽ được giải tỏa đền bù. Nó cũng trở thành một cái công viên như thế này. Đây là cái cầu Bình Tiên năm xưa đây. Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi bộ để cập nhật hình ảnh buổi chiều gửi anh chị và các bạn. Đây là con đường Minh Phùng anh chị. Nhớ ngày nào mà Sunny đi bộ ở đoạn đường này mà lén lút và xung quanh thì nó rào trắng lung tung cả. Cái hướng này là về chợ Bình Tiên, con đường Phạm Phú Thứ Bình Tiên. Nói với chợ Bình Tiên thì cũng chưa mở lại anh chị.
Rồi xin đi cùng với anh chị đi qua đường nha. Trời mới chuyển một cơn mưa giông, nhưng mà bây giờ thì cũng tạnh rồi. Cập nhật hình ảnh Bình Tiên gửi anh chị. Nơi đây thì những buổi chiều trước dịch đó rất là đông, chiều người ta tới đây dò vé số, mua vé số. Vé số thì nơi đây bán rất là nhiều. Bây giờ thì chưa, công ty xổ số kiến thiết thì chưa mở nên các cô chú lao động thì không có vé số mà bán. Mà nói thật bây giờ thì tình hình Sài Gòn thì người lao động về quê hết rồi, một phần nhỏ ở lại thôi. Và chúng ta cứ đi thẳng về con đường Hậu Giang nha anh chị ha. Hy vọng thì anh chị sẽ lưu nhớ những cái địa điểm trên con đường Minh Phụng này. Đó. Ngày hôm nay thì bán trà sữa thạch nè, nơi bán nào nó cũng có một cái tấm trắng như thế này anh chị. Cái góc ngay chỗ đằng trước mặt nó có nơi bán xôi mặn rất là ngon anh chị. Thẳng tới đây mình quẹo bên trái là con đường Hậu Giang, là cái cầu Rờ Non Hậu Giang, bắc qua dòng kênh Lò Gốm, bên phải là rạp hát Hồng Liên. Mọi việc thì cũng diễn ra, bắt đầu hoạt động cơm tấm sườn bì. Tất nhiên là trong thời gian sắp tới sẽ phục vụ khách hàng, nhưng mà chỉ giới hạn thôi, giới hạn số lượng người vào ăn. Hiện tại thì chỉ mua đem về. Nơi đây là ngày xưa có cái trường học nghe anh chị. Đây là anh chị, trường học mà tự nhiên mà Sunny quên không biết tên trường gì. Đây là cái trường học là đằng kia chứ. Đây cái nhà, những cái nhà xưa. Đối với quận 6 ngày hôm nay thì con đường, có thể nói con đường Hậu Giang là trục lộ chính. Buổi chiều thì cũng rất là vui. Đây là cái trường học nè anh chị. Trường học hình như ở trước năm 1975 là nó có một cái tên gì đó quên rồi. Có gì anh chị nhắc giùm. Sau đó là tên trường Châu Văn Liêm. Đó, cái trường học. Nơi đây thì bán xôi. Anh chị thấy bán xôi bây giờ họ phủ một cái tấm ni lông. Cái mốt bây giờ ở Sài Gòn là vậy anh chị. Ở đây có một cái chung cư. Đó, chung cư. Ở đây bán tách. Đây khu vực bán xôi. Đó, người ta mua xôi cũng rất là đông. Nơi đây cũng là một cái tiệm sửa vô tiếng điện Kim Thanh thì cũng lâu rồi nè. Đi thẳng là chúng ta về bụng bên cây gõ, chợ cây gõ.
Rồi đây là một cái ngã tư thân quen của những anh chị ở khu vực Bình Tiên. Con đường Hậu Giang, Minh Phụng. Đây những cái chung cư xưa, ngày xưa. Rồi bây giờ Sinh Y sẽ đi con đường Hậu Giang nha. Mọi công việc trở lại bình thường. Tất nhiên thì nó không có nhộn nhịp như những cái lúc trước anh chị. Nơi đây bán bánh mì. Buổi tối thì bán bánh mì rất là đông. Bánh mì cũng rất là nổi tiếng. Đây là một cái trục lộ chính con đường Hậu Giang của quận 6. Chuẩn bị là chúng ta tới rạp hát Hồng Liên rồi. Khi mà đến với Hậu Giang, con đường Hậu Giang vào 2 thập niên trước thì ở dọc ở con đường này có những cây điệp rất là to, cổ thụ nhưng mà bị đốn hạ rồi. Đây là một cái siêu thị. Bây giờ muốn vào siêu thị thì cũng rất là dễ dàng, nhưng mà phải có thẻ xanh, chích 2 mũi vaccine, rồi khai báo y tế thì mình vào được thôi. Và nơi đây là rạp hát Hồng Liên. Rồi chúng ta đi tiếp nha anh chị ha. Hướng này thì chúng ta có một cái quán cà phê, cũng là vỉa hè thôi, quán cà phê Tư Hoàng. Rồi hướng này thì về chợ Bình Tây. Đây rạp hát Hồng Liên hiện tại thì nó trở thành sân khấu cải lương, trung tâm văn hóa Hậu Giang. Nhưng hiện tại thì cũng đang dịch đóng cửa, tất cả những cái nơi vui chơi giải trí đều đóng cửa hết anh chị. Đa số người ở trên con đường này á, đa số các cô chú anh chị và các bạn đều định cư ở nước ngoài. Hiện tại thì cũng còn thân nhân và con thì ở trên con đường này. Ngày xưa thì nó không có một cái bảng hiệu nhiều đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì tất cả những cái mặt tiền đều cho thuê, buôn bán kinh doanh. Và khi mà thấy những cái bảng hiệu sáng đèn, những cái nhà mở ra, tất nhiên là mãi lực cũng rất là yếu, nhưng mà thấy cái cảnh nhộn nhịp này, nhà nhà đều buôn bán, dưới áp lực cuộc sống họ phải buôn bán mang đi, và những cái dòng xe này thì cuộc sống bắt đầu là hồi sinh rồi, cảm thấy rất là vui anh chị. Một kỷ niệm nữa thì chỉ còn 3 tháng nữa thôi là tới Tết Nguyên Đán, kết thúc năm 2021 đầy sóng gió với dịch bệnh. Thì con đường Hậu Giang này á, những ngày Tết thì rất là vui, bán dưa hấu rồi bông hoa, quần áo. Đối với con đường, những cô chú ngày xưa hoặc anh chị ngày xưa kể lại đó, thì có cái bộ môn ngày Tết mà đứa con nít nào cũng biết, đó là lăn dưa. Lăn dưa vui anh chị ha. Và Sinh Y ngày xưa thơ ấu thì ở Vũng Tàu thì cũng đã từng lăn dưa rồi. Có một cái từ mà con nít mà nó không phải con nít nữa, nói đến một cái nhân vật nào đó
hư đó, thì thường thường có cái từ đá cá lăn dưa ra ngoài, vợ thấy con cá rớt xuống đường xong đá cho con ghi chụp, lăn dưa cũng vậy. Đâu đó thì cũng có một số mảnh đời bất hạnh. Cuộc sống thì cứ trên một chiếc xe đẩy thôi. Với cái nhộn nhịp của con phố này nên chính vì vậy cũng có rất là nhiều ngân hàng. Hôm nay thì ngân hàng nghỉ nên không có mở. Đây những cây căn nhà ngày xưa ấy. Tại sao mà Sunny ưa nhắc căn nhà ngày xưa ấy, và Sunny nhận ra những cái lối kiến trúc ngày xưa, lý do rằng á, đối với những cái thay đổi của Sài Gòn rất là nhiều, với những căn nhà với lối kiến trúc tây ta kết hợp, thì những căn nhà xưa thì anh chị sẽ dễ dàng nhận biết hơn. Đặc biệt những anh chị, cô chú anh chị và các bạn đang định cư ở nước ngoài, cứ nhìn những căn nhà đó, nhà của bạn tôi, nhà người yêu tôi, vân vân, để dễ dàng nhận biết thôi. Và nơi đây nè anh chị thấy Visa, rồi bún quậy Phú Quốc. Kế bên bún quậy Phú Quốc thì có một quán nhậu 162. Nơi đây có một cái món mà Sunny rất là thích, ngồi ở vỉa hè. Tất nhiên là giờ này quán nhậu chưa được mở. Ngồi ở vỉa hè ăn một cái lẩu bao tử hầm tiêu, có rau mùng tơi. Trời ơi nó ngon, nó ngon lắm anh chị. Đây, đó, ở trên lầu nữa. Anh chị đã từng ngồi vỉa hè ở đây chưa? Ngắm dòng xe qua lại, thế là thưởng thức một cái món cùng với gia đình và những người bạn thân. Bây giờ thì nó còn xa lắm. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Bánh thì cũng mở rồi nhưng mà vào thì không có phục vụ. Ở đây là bánh chị mang đi thôi. Và kế bên đây thì có những con hẻm. Con hẻm này thì nó sẽ vào một cái thôn xóm, rồi nó men theo một con đường hẻm để ra con đường Phan Văn Khỏe, bến Nguyễn Văn Thành, tới khu vực Bãi Sậy. Ở đây là ngày xưa là ngay chỗ trường mẫu giáo, hai cái nhà đó đó. Cách đây khoảng những năm 90, trước năm 90 đó là trường mẫu giáo. Nhưng mà trước đó thì Sunny không biết anh chị, tại lúc đó thì Sunny cũng chưa có lên lên Sài Gòn rồi, nhưng mà cũng chưa có vào trong khu vực này. Từ lúc có gia đình, có cưới em xã thì mới vào đây đó. Ở đây có một cái món nướng rất là ngon. Đó, hai chị nướng rất là thơm. Nhìn đói bụng quá chị ơi. Những cái dây nhợ nó còn y nguyên như thế. Có những con hẻm rất là nhỏ để đi vào cái xóm. Nơi đây thì anh chị nhớ là ở đây có bán quán chè. Quán chè Kính Thưa Các Lọ Chè, một cái nhà cũ bây giờ cũng mới sửa lại. Chè ngon lắm. Sunny thì không có hảo ngọt anh gì, thích cây đắng thôi. Nhưng mà vợ ưa kêu đi mua chè cho vợ. Bủ đình, một cái hẻm Bủ Đình. Và cái hẻm này thì chúng ta có thể băng qua một cái xóm để đi ra con đường bến Nguyễn Văn Thành, Phan Văn Khỏe. Mấy hôm nay thì không có test diện rộng nên chính vậy số ca cũng giảm anh chị. Nhưng mà được con cái chích vaccine nhiều nên cũng đỡ lo.
đây. Bò bít tết 39.000. À, xin đi cứ quay qua quay lại thì anh chị cũng thông cảm nha. Tại vì mình muốn nhìn ngó hai con đường trong một cái buổi chiều cuối tuần, coi như thế nào. Lượng xe thì nó sẽ rất là ít so với ngày xưa anh chị. Tất nhiên ít rồi. Mọi người thì phần đông cũng ngại ra đường. Một số người thì họ cũng lo lắng, một số người thì về quê rồi. Bên kia thì có một cái nhà đang cho thuê mặt bằng, vân vân. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Xin đi đi bộ thì cảm thấy rất là thích. Đi xe thì cái hình ảnh nó trôi qua rất là nhanh, mình không có thể nào đặc tả được hình ảnh này gửi anh chị và các bạn được. Mấy hôm nay thì chợ thì có chợ đóng có chợ mở anh chị. Cái chợ truyền thống đó, những cái chợ tự phát bằng cái mẹt, cái thúng hoặc là những chiếc xe lôi bắt đầu bán lại trên những cái khu xóm. Nhưng mà tình hình thì cũng vắng. Cái vắng thứ nhất á là người dân về quê. Cái vắng thứ hai á là người ta ái ngại đi mua. Mấy hôm nay thì không có cập nhật về cái ca dương tính, nhưng mà lâu lâu Sinh Y cứ đi đường hoặc là những cái xóm Sinh Y đang cư ngụ đó, lâu lâu cứ á lên á xuống anh chị. Anh chị biết á là gì không? Á, cái nhà này bị có người dương tính rồi, tại có dán một cái giấy đỏ. Á, cái nhà kia bị rồi. Có một số người nhiễm sau này chích hai mũi. Lý do xin đi biết được là người ta đi mua rau đi chợ rồi không biết như thế nào nhiễm. Có một số người bắt đầu là đi làm về test lại nhiễm. Tại vì vào chỗ làm người ta có test anh chị. Chọt mũi đó. Rau má, trà sữa, pizza, ba rau. Anh chị thấy con đường Hậu Giang này nó khác xưa nhiều hay không? Con đường thì ngày xưa xin đi nhớ nó không có cao như thế này anh chị. Nó lọt hổm xuống rồi nước sông lên rồi nó ngập, nhưng mà bây giờ thì đã làm cao được như hai lần rồi, nên bây giờ không có nước ngập nữa, nhưng mà nó sẽ chảy về một cái chỗ trũng, chảy về cái chỗ khác. Tình hình kinh doanh thì nó cũng có nhiều cửa hàng cũng còn đóng cửa. Xin đi sẽ dẫn anh chị đi tới chợ Bình Tây luôn nha. Kệ lỡ rồi, định là tới Phạm Đình Hổ thì ngưng, ít Mai Xuân Thượng thì ngưng, nhưng mà con cái tự nhiên mà tại sao không dẫn anh chị đi cập nhật chợ Bình Tây để coi buổi chiều như thế nào, coi Bình Tây có mở chưa. Bột chiên.
nhớ ở đây có khách sạn cho thuê giờ. Nhớ những cái năm về trước đó cũng rất là lâu rồi, nơi đây là một cái chợ rau sỉ. Vào khoảng 4 giờ sáng ở đây rất là nhộn nhịp, nhưng mà từ khi mà có chợ đầu mối Bình Điền và chợ Hóc Môn thì nơi đây không còn nữa, những hình ảnh đó không còn nữa. Mai Xuân Thượng, Hậu Giang. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Mai Xuân Thượng. Dưới kia thì con đường Mai Xuân Thượng có một cái đình Bình Tây. Nơi đó thì cũng có nhiều kỷ niệm đối với những anh chị ngày xưa coi hát bội, coi hồ quảng. Đây là một cái nhà mà ngày xưa nè anh chị, nhà còn tôn, cái mái tôn. Cơm gà xá xíu, chỗ này cơm gà xá xíu rất là ngon, Sunny cũng thường ăn chỗ này. Nhưng mà cũng đóng cửa anh chị, cũng chưa mở ra đâu. Bán sinh tố, ở đây là chị bán sinh tố mang đi thôi. Những buổi chiều như thế này đó, mà khi mà con đường này lên đèn, dọc trên con đường này có những cái quán chè, quán sinh tố, cà phê, cũng là lề đường thôi anh chị. Chúng ta sẽ ngồi ở đây ngắm dòng xe qua lại. Ở kia là coi như là viện tóc cháy gì đó. Sunny thì gọi ở nhà gọi là Tèo, nhưng mà hàng xóm gọi là A Dùng. Có những người bạn như A Mình, A Pháy, Hùng Chảy, ôi thôi đủ thứ tên hết. Còn một đoạn nữa thôi là chúng ta tới chợ Bình Tây rồi. Ngày xưa thì ở đây có một cái nhà thiết chuyên bán hủ tiếu, bán cơm. Sau một thời gian buôn bán thì người ta lên lầu rồi. Cao Văn Lầu, mới đi qua Cao Văn Lầu. Đó, anh chị thấy ở khu vực này buôn bán rất là nhộn nhịp, bán ăn đó. Cơm gà nè, Hương Định nè. Rồi ở đây nè, nguyên một dãy cháo, chim cút chiên bơ. Con đường này thì nói về thức ăn thì giá cũng bình dân, nó không có cao cấp giống như những cái nơi khác. Nó phù hợp với lại cái túi tiền của người dân. Vẫn chiếc xe. Cuộc sống này có người này người kia, vẫn có những cái khó khăn trước mắt. Và bây giờ thì nó khó khăn hơn nữa. Khu vực này là con đường Phạm Đình Hổ. Cái hướng này ra đồn Cây Mai, bến xe Chợ Lớn,
chợ Trần Tránh Chiếu. Rồi, xin đi, chỉ còn một đoạn nữa thôi, dẫn anh chị đi xem lại chợ Bình Tây. Một cái hình ảnh rất là tương phản giữa khu vực trung tâm và khu vực chợ lớn, kể cả ngày thường và kể cả những cái ngày nới lỏng giãn cách. Thì khu vực trung tâm đó anh chị, thường thường nó vắng hơn, chỉ có buổi tối hoặc cuối tuần là nó đông thôi. Nhưng đối với chợ lớn thì nó nhộn nhịp lắm anh chị. Nhưng mà về đêm, khi về đêm thì những cái phố rất là vắng vẻ. Lý do là người ta buôn bán kỹ, buổi tối người ta đóng cửa, người ta về. Nơi đây bán giày nè. Và còn một tí nữa thôi là chúng ta sẽ thấy hình ảnh thân thương những anh chị ở chợ lớn mới. Đó là chợ Bình Tây. Cái tên thứ hai gọi là chợ lớn mới. Cứ như đi tới đây thì nhớ anh Ly. Anh Ly khỏe nha. Em thì rất là khỏe. Lúc nào cũng khỏe. Đi bộ như thế này cũng giống như là một đi tập thể dục buổi chiều. Đó, cái mé bên kia là cái góc nhà anh Ly số 100. Em nhớ mà. 100 đằng kia cả. Đó, cái nhà máy đó. Rồi, đây là chợ Bình Tây. Những cái hình ảnh này thì anh chị sẽ đón biết chợ Bình Tây cũng chưa mở. Mà chưa mở anh chị ha. Nơi đây thì bán chỉ bán sỉ thôi. Chưa mở đồng nghĩa rằng không phải là coi như là tất cả tiểu thương không vào chợ anh chị. Chưa mở đây đó thì chưa đón khách tới, những người đi chợ lấy hàng. Còn nếu mà chúng ta có một cái sạp xin đi để ý thì vẫn vào lấy soạn hàng, giao hàng. Giống như là một cái kho, một cái nhà kho vậy đó. Chợ Bình Tây cũng chưa mở. Và những con đường như vòng quanh chợ Bình Tây thì người ta thuê nè, thuê mấy cái chung cư người ta làm sạp, tất nhiên là người ta vẫn buôn bán bình thường. Rồi, mình qua đường để lấy trọn vẹn cái chợ Bình Tây cho nó dễ dàng hơn nha anh chị ha. Không biết như thế nào mà Sunny nhìn kiến trúc mà cái tổ ong phía trên lầu đó giống như là một cái ngân hàng ngày xưa. Nay là trở thành bưu điện, hay là bưu điện ta. Đây là anh chị. Ở đây bán bông dạ Tết vui lắm anh chị ơi. Cứ đi đường này nhớ những cái dịp Tết. Và đây là cái khu vực trọn vẹn của chợ Bình Tây. Một đoạn đường rất là dài. Đây là con đường Tháp 10 nha anh chị. Con đường một chiều. Đây, chợ Bình Tây chưa mở anh chị ha. Cập nhật lại để có một số người ở dưới tỉnh, mà bây giờ ở dưới tỉnh lên cũng đâu được anh chị. Bây giờ ở dưới tỉnh lên đâu có được đâu, kể cả xin đi về Vũng Tàu cũng không được. Có một cái công văn 128 của Thủ tướng Chính phủ, thế là ở tỉnh thì đưa ra một cái công điện, công văn mới. Đọc thì nó chung chung thì cũng không có về được anh chị. Đây là cái khu vực bến xe chợ lớn đây nè. Rồi, ở đây thì trên đây muốn cập nhật trọn vẹn hình ảnh
con đường Tháp 10 chợ Bình Tây nha. Rồi anh chị và các bạn, từ từ thôi. Nơi đây thì có một số anh kể là thường thường ra đây những ngày còn ở chợ lớn thì ra đây uống cà phê, ăn sáng, Bạch Vân. Và với cái góc phố thân thương này thì Sunny cũng tạm stop cái clip này. Hy vọng rằng anh chị nhìn thấy những hình ảnh này, Sài Gòn từng bước hồi sinh cũng rất là vui. Cảm ơn anh chị và các bạn đã cùng lang thang với Sunny, và cũng không quên kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những các clip tiếp theo. Bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại.